Nếu mà đột nhiên ấy bạn bị một người bạn chơi xấu ấy thì bạn sẽ làm gì? Đây mời bạn. Đây mời bạn, mời cả bạn nữa. Đúng rồi. Trong cuộc đời các bạn ấy hay là trong cuộc đời mình cũng thế thôi. Thế nào cũng gặp từ một đến hai đứa. Lúc mình vui thì nó luôn có mặt, lúc mình buồn thì không thấy nó đâu. Hoặc là ngược lại nhá. Lúc nó vui ấy thì không bao giờ có mặt mình, lúc nó buồn, lúc nó khổ thì lại ý ới bạn ơi tôi khổ này nọ. Nếu mà xác định ấy, lúc cần mà không có ấy, lúc có đã không cần ấy, nếu mà chỉ ở bên nhau trong cái lúc vui vẻ ấy, thì mày bước đi, mày bước ra khỏi cuộc đời của tao. Chắc chắn luôn một điều là ai cũng từng bị rơi vào cái trường hợp như thế này nhá. Đó là cái đứa mà mình rất là quý, mình giúp đỡ nhiệt tình, mình tin tưởng hết mức và tuyệt đối luôn. Ôi rồi, xong rồi đùng một cái, nghe tin là nó đi nói xấu mình với người khác không ra một cái gì cả. Mình đứng hình 3 giây luôn, chân tay thì tự nhiên bủn rủn. Thằng ngu, tốt quá này. Thằng ngu, tin người quá này. Nhưng mà mày có tin không? Bây giờ mày mà đứng trước mặt tao nhá, là tao sẽ ốp nguyên cái điều khiển vào mặt mày, tan nát cái bản mặt mày ra. Ô, mà trên cuộc đời này kỳ lạ lắm. 99 điều mình làm cho nó thì nó không nhớ một tí nào. Có một điều mà mình không làm cho nó thôi, nó để bụng đi hết cuộc đời, để nó bốc ra, để nó đi nói xấu mình. Đúng là của nợ của tội, quỷ giữ âm binh, cô hồn các đảng mà. Ăn ở phúc đức quá, phúc cao đức cao như này ấy thì trời Phật người ta phù hộ cho mày lắm đấy. Chắc kiếp sau lại được làm con gì bốn chân thôi. Bạn nhờ, bạn á, có mà lộn cái bàn. Sao mà còn có kiểu chứ, nó nhờ mình nhiều quá, mình giúp hết lần này đến lần khác. Xong rồi hình như trong đầu của nó hình thành cái suy nghĩ là mình giúp nó là cái nghĩa vụ mà mình phải làm, mình phải làm cho nó. Xong rồi vào một ngày đẹp trời ấy, mình không giúp nó nữa, nó cho mình là đứa bẩn tính, đứa xấu tính. Đây là đứa bạn tôi, đây là đứa không nên chơi. Ừ, đừng chơi với tao nữa. Mày chơi với tao ấy, phí cả tao ra. Các bạn yên tâm, mình này, bạn này, hay ai đi chăng nữa, rồi cũng sẽ gặp thôi. Nhưng mà đừng bao giờ tự biến mình thành một đứa rất là halon như trong clip mà mình vừa nói nhá. Người ta quý ý, thì người ta phải giúp đấy. Không phải người ta ngu mà người ta đi giúp mình đâu. Trong đầu ấy, đừng bao giờ có cái suy nghĩ là đợi người khác sơ hở ra cái gì để cắn người ta, để mà lợi dụng người ta nhá. Người ta quý mình thật tình, người ta chơi với mình hết lòng ấy, rồi đột nhiên mình quay lưng lại mình cắn người ta ấy, thì không bao giờ có sự tha thứ đâu. Xong, đóng cửa, không tiếp chó.